xin thay mặt chương trình đã dành cho hai họ rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị đến từ phương xa cùng với địa phương với lời chào cả hai gái và đoàn kết. Chúc một tràng pháo tay cho ông bà Dương Quang Sàng và anh chị của cô dâu, đó là gia đình và anh của cô dâu. Đại Đức Hòa, chúng ta chung tràn pháo tay để đón mừng cô dâu và chú về. Bữa ăn ngon và một cái buổi văn nghệ vui vẻ. Xin cảm ơn. Và cảm ơn ông Nguyễn Văn Phan. Và xin cái năm hoan hào mừng để quý vị có cách. Tôi rất cảm ơn quý vị đã bỏ những sự giờ quý báu đến tham dự của cung huy con hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm tạ và một lần nữa tôi xin chúc quý vị vạn sự như ý và trong buổi tiệc hôm nay được vui vẻ. Nếu có sự thiếu sót mong quý vị nhìn nhận tha thứ cho thành thật và chân. Mai ông dòng ông gia đình thằng lạ ngắt phát thả đây nhì lầu thì viên lầu tàu biêu gia đình làm cao túc viên đi qua thăng nghìn chân cai là bằng phương 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 ta. Sau đây tôi xin có và lời với quý vị kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là có quý vị hôm nay là bà con từ San Jose, Modesto và các nơi khác tới tham dự hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị ở đường xa đến đây tham dự cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Chiều mệt
tôi không có gì hơn, có một món quà nho nhỏ tặng quý vị để làm kỷ niệm. Không có gì. Ok, xin cảm ơn quý vị. Đến chào. Thầy đi thầy Phùi làm bạn đi là đại diện bạn đi thầu rút cả chùa Đăng Ai thầy hay ngã băng thần thần hùng đức hùng ta tất chân ca là cao phim đấy họ để đi băng công qua cả cho cái này bên kia nhà trai hoặc nhà gái không đó.
dâu chủ rể trong năm hạnh phúc, và chúc hai gia đình được sống mãi bên nhau và gần nhau nhiều hơn. Đó là cái điều mong em lên những điều đó. Và trước tiên rất vui khỏe bạn này thì mời chủ rể sẽ làm cái lý đó giúp cho em đấy. Chủ rể vẫn phải ăn nhau nè. Bởi vì người ta nói trọng tình trọng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Ok, con được mừng món quà này, không bao giờ quên này. À, tôi có chơi với tôi đưa phá hết rồi. Đây là thế đi cái bồi của hòa cảm ơn ma ly thì một kệ lô thầu cho một quả gang chặt cây căn ngân tốt phân kha toàn cọc hồi về. Tất cả mọi người ở bàn này xin chúc một cô dâu và chú rể 100 năm hạnh phúc, và riêng mình tôi là cho hòa một chai rượu này. Giờ đây là ngã sai làm giờ là bạn Winnie là cao đại diện tùy tổ tại ai cây hôm nay làm bạn Winnie thì tại ai lại chẳng ok hơn hôm thăm món quà ship của ít thì lòng nhiều do lại giờ thì tại ai là làm bạn tròn đi bộ kia vợ ca tài hòa không tại Úc thăm món quà ship kia nên vợ chúc tài hòa không tại Úc thăm tu thun kha ngã băng hôn được ông ta lệ cây tỏ may lệ may tỏ lệ may tỏ may cho nên là ai là không kể hơn đâu chỉ bộ kia tổ năng linh làm câu cảm ơn riêng từ đại ai mi qua làm câu cảm ơn cô dâu. Xin thay mặt cho quý cô quý bác ở đây xin chúc hai cháu chắc cầm hòa hiệp trăm năm hạnh phúc cầu thảo yêu tòa công môn thần túc thun ta hạ phụ nữ ngã băng chương căn nguyên chắc lại. Những bạn này đây cao thầu yêu cả thỏa môn thăng ngân chọc cai tôn thuần có gặp phụ nữ ưu phì như là từ quan trăm này thôi có trăm ấy thầy hội bị hôn đi là chạy bóng đi chạy bóng hết chứ từ năm tờ là tiếng cao huynh nói từ năm tờ là cao thầy rồi nhớ đi sao cao. Bây giờ tôi xin đại diện gia đình là hôm nay thì cô dâu chú rể chào quý vị. Đó, không có gì hơn thì xin chúc quý vị cho như là được một đêm vui vẻ. Cháu xin đại diện trong bàn này hôm nay là ngày vui của Hòa và Vũ. Tụi cháu rất là vui vẻ và tụi cháu cũng kính chúc cho hai họ được có được rể hiền dâu thảo. Tụi cháu cũng chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và đây là có món quà nhỏ trong bàn này góp lại tặng cho cô dâu chú rể làm vật kỷ niệm.
คนกันตำหัวคนร้ายวันนี้ล่ะไม่วันนี้ล่ะจังบ้องรักหลับปุยซ้ำเรื่องล่ะจังพูดเกินล่ะจังท่านางไต่กู้ไอ้ฟ้าไม่ล่ะบ้องได้ปุยซ้ำเรื่องล่ะเขายกว่าก่อติดสร้างก็ไอ้ฟ้าลองลบทำปอนยกพันตัวสินค้าน้ำบังจอยน้ำพุ่นพุ่นตาพุ่นโลดื้อร้านน้ำปุยนี่เว้ยมาได้ล่ะพวกหาเหล่าแก้วเงี้ยlào thịt phí là chừng cao đơm quả bẩn nội thăm thun ha tỏ khơ hàng thăm cậu thiệu đơm thang băng thang đơm thiệu băng ngầm bắn đại đình kêu bài học mấy rồi bỏ đình kêu bài học trăm rồi nè tỏ không cáo tốt thun khả tỏ mấy như toàn cao bạn tốt thun khao cái làng cao đại gia đình là cảm ơn Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.